tên là Hồ Đức Thiên, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Tiên Cảnh. Con ở đây được từ nhỏ. Theo cô là trong cuộc sống hàng ngày là con đã gặp những lời huấn ta làm con đã gặp bão, lũ, dịch bệnh và áp thấp nhiệt đới. Thưa cô là con đang học phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai hàng ngày. Khi mà đi học thì con sẽ biết được thêm nhiều cách phòng tránh thiên tai. Dạ, thưa cô là khi gặp lũ lụt đó là con xem nước có khô không. Nếu nước không khô thì con có thể đi qua được. Còn nếu nước khô thì con sẽ nhường người lớn dẫn qua. Thời đó là con học lớp 4. Con đang đi qua con suối thì nước đang dâng cao. Và lúc đó con còn nhỏ nên con không ý thức được nếu nước dâng thì chúng ta không được qua. Nên con đã đi qua và con bị trật chân ngõ anh nhưng con nhúm được cái cành cây. Và có một chú đi qua thì con kêu chú giúp con và chú đã kéo con lên. Và sau đó là con rất cảm ơn chú. Thưa cô là với thầy học ở trên lớp và về thành đống thân te là cháu đã học được những biện pháp về cách phòng tránh thiên te và phân biệt được những thiên te nào có hại với con người và những thiên te nào giúp ích cho con người. Sau khi buổi học này kết thúc là sẽ truyền đạt kiến thức này cho tất cả mọi người, cho họ biết là những là cách phòng tránh thiên tai và chúng ta phải biết cách phòng tránh. Dạ, thưa cô là khi mà con lớn lên thì con sẽ làm bác sĩ. Thì con thấy là có rất nhiều người bị bệnh nên con muốn giúp họ. Thưa cô là con muốn nói với anh nhờ tình nguyện viên Úc là con rất cảm ơn họ vì họ đã giúp những học sinh như con có được kiến thức và có rất nhiều sự giúp đỡ.